Xin chào, sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ. Nói với VN Express tối ngày 23 tháng 10, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết tới nay, Temu chưa đăng ký với Cơ quan Quản lý Việt Nam. Các sàn thương mại điện tử buộc phải đăng ký khi hoạt động nhưng Temu chưa đăng ký. Tập đoàn sở hữu trang thương mại điện tử Pinduoduo cũng chưa công bố chính thức vào Việt Nam. Nhưng từ cuối tháng 9, người dùng đã có thể vào các kho ứng dụng trên điện thoại để tải app và mua hàng, thanh toán trên nền tảng này với phiên bản tiếng Việt. Theo quy định, các sàn bán lẻ online xuyên biên giới có tên miền Việt Nam, ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch một năm từ Việt Nam phải đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, cơ quan quản lý thừa nhận thực tế vẫn có nền tảng chưa tuân thủ quy định này. Về vấn đề giá rẻ, Bộ Công Thương cho biết sẽ quản lý chặt về chống gian lận, hàng giả, hàng nhái. Đầu tháng 10, Indonesia cấm nền tảng này để bảo vệ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Một số nước cũng nghiên cứu các biện pháp thuế quan để kiểm soát hàng hóa nhập khẩu thông qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới này. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chặn quảng cáo các sàn khuyến mại quá 50% như Temu, Shopee. Sở cho rằng cần có chế tài mạnh nếu các sàn, nền tảng xuyên biên giới khuyến mại vượt quy định, cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài hai sàn này, Sở Công Thương cũng đề cập những vi phạm về khuyến mại trên các website, mạng xã hội. Những vi phạm này, theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng mà còn gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước. Để đối phó với tình trạng trên, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc như chặn quảng cáo hiển thị, tạm ngưng hoặc đình chỉ hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử tái phạm nhiều lần. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi kiểm tra chặt chẽ các sàn thương mại điện tử quốc tế nhằm bảo đảm một môi trường kinh doanh công bằng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiểm soát dữ liệu cá nhân chặt chẽ hơn. Sở kiến nghị ban hành quy định về thuế và hải quan nhằm tạo nền tảng pháp lý cho việc quản lý hiệu quả thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm bảo thu thuế công bằng và kiểm soát hàng hóa chặt chẽ. Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị định về việc mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, SASCO của ông Jonathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch báo lãi kỷ lục. Cụ thể, quý 3, doanh thu thuần đạt 782 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Mảng kinh doanh tại các cửa hàng miễn thuế vẫn là nguồn thu chủ lực, tăng 11% và chiếm tới 44% tổng doanh thu của công ty. Mảng phòng chờ, lĩnh vực đang được SASCO đẩy mạnh đạt mức tăng trưởng nhanh nhất, tăng 21%. Không chỉ có sự tăng trưởng về doanh thu, biên lợi nhuận gộp của công ty cũng cải thiện đáng kể, đạt 64%, chỉ xếp sau mức kỷ lục 65% từng đạt được vào quý 4 năm 2020. Lý giải nguyên nhân lãi cao, công ty cho biết chi phí bán hàng trong kỳ tăng 15%, trong khi chi phí quản lý biến động không đáng kể. Nhờ kiểm soát tốt các yếu tố chi phí và tối ưu hóa hoạt động, lợi nhuận sau thuế tăng 38%, đạt mức cao kỷ lục 181 tỷ đồng. SASCO hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý hệ thống cửa hàng miễn thuế và phòng chờ thương gia tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất và Cam Ranh. Công ty cũng đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và cung cấp suất ăn hàng không, hứa hẹn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tương lai. Ngày 22 tháng 10, hàng trăm tấn rác từ khu vực sân của nhà máy trên đồi cao ở Đà Lạt đã sạt lở, rộng khoảng 10 mét, kéo dài 30 mét, xô đổ nhiều cây thông, vùi lấp khoảng 2.000 mét vuông đất trồng cà phê của hai hộ dân. Nước từ rác rò rỉ chảy vào con suối ở chân đồi gây ô nhiễm. Nhà máy xử lý chất thải rắn Sơn Trường, thành phố Đà Lạt huy động 3 xe múc san gạt rác ở vị trí sạt lở để hạn chế rác tiếp tục đổ xuống bên dưới. Giới chức yêu cầu nhà máy gom toàn bộ rác thải bị sạt lở về khu vực tập kết của nhà máy, thống kê, bồi thường thiệt hại cho người dân. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư xây tường bao khu vực chứa rác để ngăn sạt lở. Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh đầu tư trên khu đất rộng 28 ha đi vào hoạt động từ năm 2015. Nhà máy đang hoạt động 3 dây chuyền, tiếp nhận 100% rác thải của thành phố Đà Lạt để xử lý, sản xuất hạt nhựa, phân vi sinh, gạch. Ngày 23 tháng 10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Nhân dịp Thủ tướng đến dự hội nghị BRICS mở rộng theo lời mời của Tổng thống Nga Putin, chủ tịch nhóm BRICS năm 2024. Ông Novak khẳng định Tổng thống Putin rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Nga cũng coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn cùng chính phủ Nga tìm kiếm các giải pháp để tăng cường hợp tác, đặc biệt với các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh trên cơ sở cùng có lợi. Thủ tướng đánh giá Việt Nam và Nga đã được những kết quả tích cực trong hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực năng lượng, dầu khí. Thủ tướng đề nghị Nga tiếp tục quan tâm, thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới với Việt Nam, phát huy hiệu quả những văn bản hợp tác hai bên đã ký kết trong lĩnh vực quan trọng này. Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, bao gồm các doanh nghiệp dầu khí, quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Việt Nam và Nga xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Gần đây, nhóm vũ trang Hamas áp dụng chiến thuật du kích như cày mìn và bắn rồi rút, gây hàng loạt tổn thất nặng cho quân đội Israel ở dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel hôm 20 tháng 10 thông báo, chỉ huy lữ đoàn thiết giáp 401,
một trong những sĩ quan cấp cao nhất của Israel, đã thiệt mạng do đạp trúng bẫy mìn. Vụ nổ còn khiến chỉ huy tiểu đoàn bộ binh số 52 trọng thương, hai sĩ quan đi cùng cũng bị thương nhẹ. Đây cũng là ví dụ đặc trưng về chiến thuật du kích được nhóm vũ trang ở giải Gaza áp dụng nhằm đối phó sức mạnh quân sự áp đảo của Israel, cho thấy họ vẫn đủ khả năng gây tổn thất nặng nề cho đối phương và kéo dài chiến sự. Theo các binh sĩ Israel và giới quan sát, những thành viên còn lại của Hamas hiện tránh giao tranh trực diện với đối phương, chủ yếu ẩn náu trong các tòa nhà đổ nát và mạng lưới địa đạo rộng lớn. Phần lớn hệ thống hầm ngầm vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp nỗ lực tìm kiếm và vô hiệu hóa của quân đội Israel. Các tay súng Hamas chỉ xuất hiện chớp nhoáng theo từng nhóm nhỏ để cài bẫy. Giới chức Israel cáo buộc các tay súng Hamas đặt căn cứ gần công trình dân sự và ẩn mình tại nơi đông dân thường, nhấn mạnh đây là lý do theo Avi phải tấn công hạ tầng dân sự ở Gaza và khiến nhiều người dân thiệt mạng.